Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn luôn bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi hồi sinh em đấng sáng tạo Azot nha các bạn. Đó, mình đã chơi ngày này rất là lâu rồi. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ đi hồi sinh nó luôn. Trước tiên thì mình đã có đầy đủ 17 cái loại place rồi nha. Đây, 17 loại luôn. Rồi mình sẽ lấy mỗi loại 2 tấm nha các bạn. Chúng ta sẽ cần chuẩn bị rất là nhiều luôn đó. Rồi mình sẽ cất hết vào trong ba lô đi. Tại vì cái ba lô của mình nó đựng toàn là quả cầu thôi à. Rồi mình sẽ lấy thêm nha, 6 loại tiếp theo. Có vẻ như là Splat Lay mình chỉ có 2 tấm, vỏn vẹn 2 tấm thôi. Nhưng mà thôi kệ các bạn ơi. Rồi, và mình sẽ lấy luôn 5 cái loại cuối cùng. Đã đủ luôn nha các bạn, 17 loại place. Và mình lấy luôn 2 cái đĩa của con Genoset luôn nha. Subscribe và Chillride nha. Subscribe và Chillride. Quá xịn. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi qua cái Actually. Đây là một trong những cái công trình rất là quan trọng cho cái việc hồi sinh Azot nha các bạn. Actually. Wow, nó có hình như là một cái cốc vậy đó. Để mình dùng cái con Latias bay một vòng coi. Đây, đây là Actually. Wow, nhìn nó bự vãi chưởng các bạn ơi. Thì cái Actually này nó chỉ spawn tại những cái vùng như là Desert, chỉ là cái vùng sa mạc thôi nha. Những cái vùng khác thì nó sẽ không có xuất hiện đâu. Chính giữa thì nó có biểu tượng một cái cốc. Cùng đó là những cái hoa văn trên người của Azot luôn đó. Rồi, bây giờ sẵn mình sẽ chọn cái đồ hình thích hợp để tí nữa còn hồi sinh. Tí nữa còn hồi sinh con Azot nữa chứ. Chắc mình sẽ cầm luôn cái con Cider ra anh em ạ. Cầm luôn con Menafi đi ha. Mình sợ con Raikou quá. Cider cấp 100. Đấy rồi. Quên. Tôi phải cất cái con Latias này vô mới được. Trời ơi, khổ quá chứ. Đây, cất Latias vô và mình sẽ lấy con Cider cấp 100 ra luôn nha các bạn. Đó. Vậy thu phục nó mới dễ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm việc với cái cốc này nha các bạn. Mình sẽ lấy từng cái tấm play ra. Chúng ta phải chuẩn bị đủ 17 loại nha. Đây, mình sẽ lấy từng tấm play ra. Mấy tấm play. Rồi. Đây, tấm đầu tiên. Chiều này đi. Nó còn thiếu 16 tấm play đấy các bạn. Các bạn thấy nó đòi hỏi thêm thấy không? Rồi bây giờ là nó thiếu 15 tấm play. Đó, nó sẽ đòi hỏi rất là nhiều luôn. Chúng ta có thể cho mấy cái tấm này vào đây và nó tạo ra như là những cái quả cầu phép thuật vậy, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho những cái tấm tiếp theo ra luôn nha. Đó, chúng ta sẽ phải cho ba đợt anh em ạ. Hay ra cái PC này tôi để lộn. Rồi, đây những cái tấm play kế tiếp. Rồi, cho vào hết luôn nha các bạn. Và mình còn 5 tấm play cuối cùng nha. Đây, cho hết vô luôn. Raku First Spooky. Đây là Bixi và Stone Play. Cuối cùng chúng ta đã đủ 17 tấm play rồi nha các bạn. Rồi, và sau khi đầy đủ thì chúng nó sẽ tiến hành quay vòng vòng. Cái này như là cái cúp vậy ha. Để mình coi nó sẽ tiến hành làm cái gì đây. Các bạn thấy không? Màu sắc nó hồ hiện lại rất là đẹp luôn. Và Tala, nó đã cho mình một cái Azure Flu. Ghê gớm chưa. Thì với cái Azure Flu này thì mình sẽ tiến hành đi qua cái vùng có tên là Stampay All Star nha các bạn. Chính xác đó là một cái công trình. Đó, Time Space All Star. Đó, quá xịn luôn. Cái nơi này thì chúng ta có thể triệu hồi Azot nè, Palkia, Giratina và Dianga nha các bạn. Xịn chưa, xịn chưa. Rồi mình sẽ cầm cái Azure Flu và click chuột phải là được thôi nha các bạn. Đó, click chuột phải là nó sẽ tiến hành hồi sinh em Azot. Nó đã ngoi lên rồi kìa. Đã chưa? Nó bao bự luôn các bạn ơi. Ở đây thì mình sẽ dùng Phone Sweep nha. Mình mang Cider đi là có lý do hết. Phone Sweep cho nó dễ bắt anh em ạ. Nó cấu máu con Cider đau quá vậy. Trời ơi, cái con Azot này không
không thể mà không cảnh giác nó được. May quá nó đã dừng cấu máu rồi các bạn ơi. Phone sweep một phát nữa và nó đã còn một máu rồi cơ. Ok, sẵn thì mình sẽ chuyển qua cái con NT luôn. Đó, để mà thu phục cho nó dễ dàng. Thì cái quả đầu tiên lúc nào cũng là Whitburn nha các bạn. Chúng ta đã quen thuộc với cái Whitburn rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó luôn nè. Whitburn, cố lên. Chưa được một giây nữa nó đã phá vỡ được cái Whitburn rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ qua cái quả khác như là Pokeball nha. Pokeball. Chắc mình sẽ cho 3 quả Pokeball, 3 quả Ultra Ball. Rồi mới tiếp tục với Charmer Ball nha các bạn. Quả Pokeball thứ hai. Con Ashes này có vẻ rất là to nha các bạn. Wow, nhìn nó xịn vãi chưởng. Nhưng mà khi triệu hồi thì mình bị kẹt cái góc nhìn như thế này rồi. Hy vọng là nhóm tác giả có thể fix lại. Chứ mình không có thích như vậy. Lâu lâu thì cái con NT của mình á, nó cứ chồm ra là mình mất cái tầm nhìn của con Ashes hết. Trời ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục với ba quả Ultra Ball nha các bạn. Con này công nhận một máu mà nó khó thu phục vãi chưởng ha. Đúng là đấng sáng tạo cái khác. Nó sử dụng skill Gravity kìa. Trọng lực. Ultra Ball tiếp tục nha các bạn. Ui, có vẻ lâu lâu nhưng mà không thành công rồi. Mình sẽ cho tiếp một quả Ultra Ball nữa nha. Nó lâu lâu nhưng mà tôi cứ tưởng là thành công chứ. Rồi, không được rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi qua cái quả Charmer Ball luôn nha. Đó, bắt bằng Ultra Ball với lại Pokeball nãy giờ là đủ rồi. Charmer Ball, quả đầu tiên vẫn chưa được. Chúng ta phải cố lên các bạn ơi. Quả thứ hai, Charmer Ball. Vẫn không được luôn. Đúng là khó bắt thật sự. Chứ dễ bắt quá thì nó còn gì là vui nữa. Rồi, cố lên nào. Vẫn chưa được luôn các bạn ơi. Tiếp tục. Tiếp tục với một quả Charmer Ball. Ui, nó phá hủy nhanh quá các bạn à. Trời ơi, khó khăn vãi chưởng vậy. Charmer Ball. Và lần này cũng không được luôn. Trời ơi, cho nó một quả nữa nha các bạn. Mình sẽ spam chắc tầm 20 quả quá. Và yes, cuối cùng chúng ta cũng đã bắt được đón sáng tạo Ashes rồi nha. Quá xịn luôn. Thì ở đây để mình lôi nó ra coi. Ashes nó đâu rồi? Nó ở trang đầu luôn các bạn ơi. Đây, Ashes. Còn một máu, để mình bốc cái heo nó cái đã. Bốc cái heo và chúng ta có thể cởi con Ashes này được nha. Nó có thể bay được nha các bạn. Xịn chưa? Chúng ta đang cởi trên đón sáng tạo. Còn gì bằng nữa? Ashes. Ghê chưa? Ok, quá xịn cho tập ngày hôm nay luôn rồi. Để mình coi chỉ số của nó coi. Con này thì không cộng không trừ và kích thước là nguyên mẫu. Cái skill thì được một cái skill Extreme Speed thôi. Nói chung là cũng bèo thôi, nhưng mà tạm được anh em ạ. Có con hơn không? Rồi, thì ở đây mình sẽ tiến hành đặt mấy tấm place vào người của Ashes nha các bạn. Đây là những tấm play của mình. Đầu tiên là tấm Sky Play nha. Nó sẽ đổi màu nha các bạn. Mấy cái vòng nó sẽ đổi màu luôn nè. Cũng như là con mắt nè. Và cái sọc ngay bốn cái chân nữa. Đây là tấm play của hệ bay nha các bạn. Và ở đây mình không có skill phán xét rồi. Phải dùng skill đó thì nó mới đổi hệ được các bạn ơi. Cái skill đó nó sẽ đổi theo hệ của cái tấm play. Hay da, chắc chúng ta phải đi tìm Move Relearner để mà học thôi. Hay set này nó skill, chưa có được cái hệ skill chuẩn. Nói chung là cũng khá là đáng buồn đó. Bây giờ chúng ta chỉ đổi cho nó đẹp thôi. Cũng như là để tránh mấy cái Pokemon khác hệ các bạn à. Nó mà khác hệ nào thì mình đổi hệ đó thôi. Rồi tiếp theo. Tấm play này có vẻ màu xanh nó sẫm hơn anh em ạ. Đây là tấm play của hệ nước. Nhìn nó đẹp chưa. Wow, nhìn con mắt nó luôn kìa các bạn. Nó xịn thật sự. Tiếp theo, tấm lay của hệ bọ nha. Đây là tấm của hệ bọ nha các bạn. Hệ bọ thì nhìn nó hơi sẫm màu một xíu ha. Và có mấy cái hộp màu hồng nữa chứ. Có bốn cái hộp màu hồng quanh cái vòng. Và đây,
Ồ, tấm lây này có vẻ khá là xịn anh em ạ. Wow, nó màu hồng luôn kìa, rất là xịn luôn. Trời ơi. Tiếp theo là Meadow Place. Đó, tấm lây của hệ cỏ nha các bạn. Đây, tấm lây của hệ cỏ, hệ lá gì nè. Meadow Place và còn lại là tấm của hệ lửa nha các bạn. Wow, hệ lửa nó màu cam hả? Nó không phải màu đỏ các bạn ơi. Hay da, nói chung là cũng được. Đó chính là 6 tấm đầu tiên rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với 6 tấm kế tiếp nha. Chúng ta sẽ chuyển hết 12 cái dạng của Isis. Coi thử nó như thế nào. Rồi, bây giờ là tấm play của hệ đá. Tấm của hệ đá. Mình cảm thấy nó cũng không có khác nhiều lắm ha. Nó màu màu nâu với màu vàng á. Nói chung là cũng khá là xịn. Xịn xịn chưa, xịn chưa. Đây. Tiếp theo là tấm Spooky Place. Tấm này của hệ gì vậy? Của hệ gì nhìn lão quá vậy? À, tấm lây của hệ ma anh em ạ. Wow, nghe nó kinh vãi chưởng hen. Tấm này thì nó sậm hơn một xíu. Tấm của hệ ma đó, kinh khủng chưa? Quá sậm luôn. Và đây là tấm của hệ tâm linh. Hệ tâm linh mà nó màu hồng nè, nhìn rất là đẹp luôn. Tôi hơi bị khoái màu này đó nhen. Trời ơi. Rồi, tiếp theo là của hệ điện. Hệ điện thì mày là con treo đu này. Tôi đang nói chuyện mà cứ chen vô đồ đánh nhau là sao hả? Hệ điện thì nó cũng không khác mấy với hệ thường anh em ạ. Ai da, mình vứt nhầm cái quả bon rồi. Đây, tấm của hệ điện. Rồi, để chúng ta coi lại một lần nữa coi. Bên đây có một con Charmander nó rất là to luôn nè. Wow, để mình coi thử nó cao ơi. Ui, nó cao ngang vai mình luôn các bạn ơi. Charmander khổng lồ. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ qua tấm Earth Play nha các bạn. Tấm Play của hệ đất. Hệ đất thì cũng màu cam ha. Nó cũng ra ná với hệ lửa vậy ta. Đó, rất là xịn luôn nha. Rồi. Và tiếp theo là tấm Red Play. Tấm này của hệ gì vậy? À, tấm này của hệ bóng tối anh em ạ. Ui, hệ bóng tối cái màu đó kìa. Rất là sang trọng luôn. Ui, màu trắng với lại màu đen với màu đỏ anh em ạ. Kinh khủng thật. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục với 5 tấm play cuối cùng nha. Đó, đầu tiên là tấm PC play. Tấm play của hệ tiên nha các bạn. Đây. Tấm play của hệ tiên. Đó, nhìn nó xịn sò ngay. Màu nó lợt lợt ha. Rồi, mình sẽ qua tấm khác nha các bạn. Rồi, tấm first play. Tấm này là của hệ giác đấu nha. Giác đấu. Wow, tấm này thì nó mới thực sự là màu đỏ anh em ạ. Tiếp theo là Iron Blaze. Tấm play của hệ hệ thép. Mặc dù là tên là Iron Blaze nhưng mà nó lại là hệ thép anh em ạ. Đây là hệ steel. Rồi, tiếp theo là tấm play của hệ băng nha. Wow, hệ băng nhìn nó rất là lạnh lùng luôn. Kinh khủng chưa? Nhìn nó khá là lạnh luôn anh em ơi. Kinh khủng quá. Và cuối cùng là tấm play của hệ rồng nha. Đây, Raikou Play. Nhìn thì nó màu xanh sẫm hả ta? Rất là xịn luôn. Đây, tấm play của hệ rồng đó. Rồi, thế là mình đã review hết 17 tấm play của Asus. Và cũng đã cho bạn xem 17 dạng luôn của nó luôn rồi nha. Còn bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái con tiếp theo, đó chính là con Genesect nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn coi Genesect nó đâu rồi. Đấy, Genesect. Ghê chưa, ghê chưa. Nó đây đây các bạn ơi. Và nó có sẵn một tấm, một cái đĩa luôn nè. Wow, xịn quá ta. Skill thì mình đã học skill chuẩn cho nó hết rồi. Đấy, Genesect. Xịn chưa, xịn chưa. Để mình coi nó có bao nhiêu cái đĩa nha các bạn. Có cả thể là 4 cái đĩa. Ở đây mình có được 3 cái thôi. Wow, thiếu một cái đĩa nữa thôi. Nhìn nó khá là xịn trên nó xếp. Ngon chưa. Kích thước thì nó giant các bạn ơi. Nên mình thấy nó rất là cao luôn. Đầu tiên mình sẽ đeo cái tấm Dust Plate này nha. Dust Pride này nha. Đây, đeo cái đĩa này. Nó chuyển dạng các bạn ơi. Và ở trên lưng của nó cũng gắn một cái đĩa luôn nè.
Đó, xịn chưa? Tiếp theo mình sẽ chuyển qua Chill Ride. Cái thử nó màu gì vậy? Ô sao màu bạc ta? Hồi nãy rõ ràng trong cái inventory của mình là màu xanh lợt mà. Thiệt là hư cấu. Rồi và cuối cùng là Shock Ray. Ồ, cái này thì màu vàng lợt hả? Rất là lạ luôn. Ô và tháo nó ra thì nó lại mang cái màu vàng đậm anh em ạ. Ồ, đó là chính là cái đĩa mặc định của nó đó. Ok, quá xịn luôn. Đây, Genesis 3 dạng. Rồi, mình sẽ cất nó vô luôn nha các bạn. Lấy cái em Shadow của mình ra thôi. Ok. Cất luôn mấy cái đĩa luôn. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi qua cái hội quán duy nhất trong tập ngày hôm nay luôn. Đó chính là hội quán hệ tâm linh nha các bạn. Ồ, trước tiên để mình chọn cái đội hình thích hợp cái đã. Chala, mình đã chọn xong được cái đội hình rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào cái hội quán này và thách đấu luôn. Nhưng mà trước tiên mình sẽ đổi cái form của cái con đeo xích cái đã. Ồ, đây là dạng defense nè các bạn ơi. Dạng đây là speed đúng không? Dạng đây là dạng normal nè. Và dạng đây là dạng attack. Chắc mình vẫn để cái dạng attack quá. Rồi, để mình dùng cái con Hoopa để mà coi thử cái cấu trúc của cái hội quán này. Rồi, Hoopa nó lại về cái hình dạng bình thường rồi. Inbound nó cái đi. Đó, đây là Hoopa cực bự nha các bạn. Hoopa khổng lồ. Nhìn cái hội quán hệ tâm linh này nó giống như là một cái cù nha. Một cái vòng xoay nha. Nhìn rất là khó chịu luôn. Ok. Rồi, không dài dòng nữa, mình sẽ đi vào và thách đấu luôn nha. Cho con đeo xích, con Sonic lên trước đi. Đấy. Và vẫn là hai con Raihin canh cửa anh em ơi. Và có một cái ông giới thiệu ở đây nè. Ồ, ghê chưa. Chúng ta sẽ đi vào thách đấu luôn nha các bạn. Hội quán hệ Psychic, hệ tâm linh. Quá xịn luôn. Ok, đi vô luôn các bạn. Cái hội quán này thì nó có mấy cái godlock nó chặn chúng ta lại nên đi rất là khó chịu luôn. Rồi, qua được cái ông đầu tiên rồi nè. Trời ơi, đúng là đi khổ thật sự anh em ạ. Moonblast nó đi. Có con Rumbit hả? Con heo lò xo anh em ơi. Rumbit với tôi nè. Ây da, nó cũng có skill Psychic luôn. Cái ông này có một con thôi. Quá tuyệt vời. Chúng ta lại đi qua cái ông kế tiếp nha. Để mình coi cái đường đi có dễ không cái đã. Các bạn mà chơi mấy khi mà đi vào cái hội quán hệ tâm linh này á, rất là dễ bị chóng mặt nha các bạn. Tại vì nó có mấy cái godlock đó, nó chặn chúng ta lại rất là khó chịu luôn. Và đây, Sonrock. Đó, cái ông thứ hai của tầng 1. Sonrock nè, chết queo luôn. Gadavoy. Gadavoy nè, chết luôn nè. Khá là trầu máu anh em ạ. Một skill Moonlight nữa, chết queo luôn. Và chúng ta sẽ đi theo cái dòng nước này để mà lên trên nha các bạn. Lần này thì mình sẽ để cái con đeo xích ở đầu. Tại vì Sonic nó đang bị yếu máu rồi đó. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục. Đi qua được cái ông này không? Các bạn thấy không? Đi nó rất là khó chịu luôn nha. Ây, qua được rồi nè. Ông này vẫn có cái con Sonrock nữa. Trời ơi, mấy người trong đây xài cái con này nhiều quá vậy ta. Mày, một skill khá là đau anh em ạ. Và nó để mình một skill cũng chết queo luôn rồi. Kinh khủng thiệt sự. Sonrock nè. Trời ơi, cái ông này thì có một con thôi. Rồi, mình sẽ đi qua cái ông kế tiếp nha. Hy vọng mình đi đúng đường anh em ạ. Cái đường đi ở đây nó rất là khó chịu luôn nè. Đó, nó cứ bị kẹt kẹt hoài như vầy hoài thôi. Thiệt là khó chịu. Làm sao để tôi qua bên kia đây? Ở đây mình có thể leo lên trên được luôn các bạn ơi. Vậy cũng khá là xịn rồi. Leo lên trên được thì mình sẽ thách đấu ở trên trước luôn đi nha. Thách đấu ở trên trước luôn. Đây. Chà là Metagross anh em ạ. Metagross nè. Một skill nó chết queo luôn. Galis. Đây cái dạng song song với dạng của Gardevoir nha anh em. Galis
Ồ, chết luôn. À, Executor hả? Rồi, một hit. Khá là đau anh em ơi. Mình sẽ outtrade nó một phát nữa nha. Và nó chết queo luôn rồi. You know nè. Con này có 28 dạng và mình đã thu phục hết 28 dạng của nó luôn rồi đó. Trời, nói chung tôi cũng khá là rảnh luôn nha. Rồi, you know cũng chết queo luôn. À, và tiếp theo là Chamcho anh em ạ. Oh, Chamcho. Mày nè Chamcho. Còn một xíu máu và con Seagate của mình chết ngắt rồi. Mày nè con Chamcho. Chết luôn. Quá xịn anh em ơi. Trời ơi, nãy giờ thì mình đang cố gắng lắm để mà dùng cái dòng nước anh em ạ. Ồ, dùng dòng nước để mà tìm đường thoát khỏi cái mê cung này. Kinh khủng thật sự. Đó, qua được rồi nè. Đây, slow pro anh em ạ. Slow pro, dứt luôn nha các bạn. Ây da, nó cấu máu mình. Nó cứ để một hit của mình chết queo luôn. Hồi nãy mình có vô cái heo một lần anh em ạ. Kinh khủng thật sự. Side trick mày nè con. Tiếp tục, chắc mình sẽ diễn hành nó tiếp nữa đi. Con này nó trâu vãi chưởng luôn. Side trick nó một phát nữa. À, lại đổi qua cái con Metagross rồi nè. Metagross chết luôn rồi. Oh, Galix. Ui, nó để mình một skill chết ngắt luôn. Kinh vậy. À, Galix nè con. Cái tội. Một skill, dám để tôi một skill chết queo luôn hả? Ây da, nó hồi máu anh em ơi. Không được. Chơi mà hồi máu nè. Chết luôn. Hypno nè, chết luôn rồi. Espeon, wow. Ghê vậy ta. Chơi cả Eevee trong đây luôn anh em ơi. Espeon nè, chết luôn. Khá xịn. Trời ơi, xong được một ông nữa rồi. Rồi. Hiện tại thì đang rất là cực khổ anh em ơi. Mình đang cố tìm đường với cái ông bên kia. Đổ nước nãy giờ rất là nhiều luôn rồi nè. Như vậy mới qua được á anh em ơi. Nãy giờ mình không có đổ nước đâu. Nên nó chơi game bị chóng mặt. Ôi, trời ơi, cái ông này có một con Delphos thôi. Làm tôi tốn rất là nhiều thời gian. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành múc nước. Để mà di chuyển tiếp tục đến cái tầng kế tiếp nha các bạn. Trời ơi, làm tôi cực khổ quá chừng. Rồi, ở tầng kế tiếp anh em ơi. Mình đã tìm được cái ông này nữa rồi. Chơi mà toàn đặt mê cung cho tôi đi hả? Con rối não luôn à. Còn Galix này, nó làm cái gì vậy? Chết queo luôn. À, Satu hả? Ui, Satu mạnh quá vậy. Cấp 100 luôn. Satu chết queo luôn rồi. Thế là đã xong thêm một ông nữa rồi các bạn ơi. Wow. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 đã được giải quyết xong rồi nha. Tiếp theo là tầng của ông chủ hội quán nha các bạn. Đó. Tìm nãy giờ mới tới được cái đường đó. Đây rồi. Đây là chủ hội quán hệ tâm linh nha. Cái ông này ông làm tôi cực khổ nãy giờ đó. Trời ơi, thách đấu luôn nha các bạn. Mình vừa bố cái heo một phát. Ôi chết rồi, hút ba của mình nó về lại hình dáng cục ban đầu rồi. Ui, thôi xong. Nhưng mà không sao. Không sao, cố lên. À, dám đổi Pokemon hả? Còn một chấm máu ngay. Mày nè. Reuniclus. À, Medicham. Medicham chết queo luôn. Medicham. Trời, không được rồi. Tưởng nó chết, ai vậy mình chết anh em ạ. Gì nữa đây, Satu. Ui, lại gặp con này nữa. Gặp hoài vậy ta. Satu nè. Chết Satu luôn. Và Chamcho hả? Trời ơi, lại mấy con này rất là quen thuộc luôn nha các bạn. Kinh khủng thật sự. Chamcho chết queo luôn. Claydon nè. À, Claydon. Rồi, không ổn rồi các bạn ơi. Nó mạnh quá. À, mình sẽ dùng anti để mà xử cho gọn luôn. Và cuối cùng chúng ta cũng đã đánh bại chủ hội quán có tên là Odor nha các bạn. Đây là chủ hội quán hệ tâm linh. Và được một skill đó chính là Side Shot. Cũng như là cái hy hiệu của hội quán hệ tâm linh có tên là Side Trick Patch.
quá xinh luôn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Thì trong tập ngày hôm nay mình đã hồi sinh em đón sáng tạo Aesop rồi nha. Và đánh bại luôn ông chủ hội quán hệ tâm linh. Một cái hội quán rất là rườm rà luôn, làm tôi đi cực khổ nãy giờ đó. Thì nếu thấy hay các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhớ một cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video và like fanpage Fury Gaming để mà tiếp thêm động lực cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye. I'm feeling fearless, exaggerated.